Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Xăng Dầu GP Cuộc Sống ở Nhật. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách hack vị trí của hệ điều hành Android. Thì mình thấy ở bên Nhật các bạn chạy Uber rất là nhiều và đêm ai cần rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách hack vị trí này thì bắt đơn sẽ nhanh hơn. Thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách hack vị trí này nhá. Mình xài máy Redmi. Máy này máy Trung Quốc nha các bạn nha. Xiaomi Redmi. Thì để mà tải cái ứng dụng hack vị trí thì các bạn vào cửa hàng Play này. Sau các bạn gõ tìm kiếm. Các bạn gõ fake GPS nha các bạn nha. GPS này, xong các bạn tìm này. Thì ok, nó sẽ ra rất nhiều ứng dụng. Thì các bạn tải cho mình cái ứng dụng này nhá. Ứng dụng cái điện thoại với lại cái hình này nè. Ok, tải về. Thì đợi một chút sẽ tải về nhá. Đây, khi mà tải xong rồi thì đang quét kiểm tra đây. Thì ok, như này là tải xong rồi nhá. Thì bây giờ mình đã thoát ra. Mình vào phần cài đặt nhé các bạn nhé. Đây, các bạn vào phần cài đặt chúng mình. Xong các bạn tìm vào cái chỗ mà cài đặt bổ sung á. Đây, các bạn kéo xuống. Đây, mình làm rất từ từ cho các bạn xem nhé. Đây là cái cài đặt bổ sung nhé. Các bạn ấn vào đây. Sau các bạn kéo xuống tìm cái thì chọn nhà phát triển cho mình nhá. Đừng có bấm vào chế độ doanh nghiệp nhá. Mình bấm vào tùy chọn nhà phát triển nhá. Ok, mình sẽ bấm vào đây. Thì mình kéo xuống cho mình nhá. Các bạn kéo xuống cho mình nhá. Nó có cái phần đây. Chọn ứng dụng giả. Chọn ứng dụng giả lập vị trí đây, các bạn ấm vào đây. Đấy, xong rồi các bạn bấm vào cái phần Forecast GPS này. Ok, như thế này là cài, như thế này là cài đặt xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thoát ra và mình vào mình cài đặt giả vị trí cho các bạn xem nhá. Ok. Thì ở đây. Cái GPS lúc nãy mình tải về thì nó nằm ở bên này. Thì mình có mượn cái tài khoản của em mình nhá, là đêm mai cần thì mình đăng nhập vào. Để mình giả mình phát vị trí cho các bạn xem nhé. Đây thì hiện tại đang ở trên vị trí này. Thì bây giờ mình muốn hack một cái vị trí. Ví dụ như là các bạn chạy đêm ai cần hoặc là Uber á. Thì thường những cái đơn ở McDonald's thì nó nổ đơn rất là nhiều. Thì ok, mình sẽ qua cái Mac ở bên Chirumi này. Mình phóng to rồi nhá, thì mình với nhìn thấy cái tên cửa hàng nhá. Thì mình đặt làm sao cái vị trí của mình nó trùng lên cái vị trí của cái cửa hàng nhá. Ok, như thế này là ok nhá, trùng lên nhá. Xong các bạn nó bấm vào cái nút nó mũi tên màu xanh này là bắt đầu giả lập vị trí này. Bây giờ bắt đầu là phát vị trí này. Ok nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào ứng dụng có đêm ai cần nhá. Thì đây mình đã đang ở cái McDonald's này nè. Đấy các bạn thấy chưa, các bạn đặt như thế này, đứng gần cái cửa hàng như thế này là bốc đơn rất là nhanh. Thì vì tài khoản của em mình nhá nên là mình không có đăng nhập vào nhá, mình chỉ có giả định cho các bạn thôi nhá. Thì ok, video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách vị trí cho các bạn là chạy Uber hoặc đêm ai cần ở bên này. Thì các bạn tải ứng dụng này về cài đặt thì hack cái vị trí thì bốc cái đơn nó nhanh hơn.
Các bạn đi chạy thì các bạn để ý là cái quán nào mà nó nổ đơn nhiều quá thì các bạn hack vào cái quán đấy thì sẽ bốc được nhiều đơn. Chúc các bạn thành công. Ok, video này mình xin kết thúc ở đây.